Theo một nghiên cứu mới được công bố, thì các nhà khoa học đã phát hiện rằng việc giao tiếp mắt với trẻ sơ sinh đồng bộ sóng não của các em với người lớn và có thể giúp các em học hỏi và giao tiếp dễ dàng hơn. Trong một nghiên cứu về trẻ sơ sinh và cha mẹ, các nhà khoa học tại Đại học Cambridge phát hiện ra rằng khi cha mẹ nhìn con, sóng não được kéo thẳng và đứa trẻ đã nỗ lực nhiều hơn để cố gắng và giao tiếp. Tác giả chính của cuộc nghiên cứu cho biết, khi người lớn và trẻ em nhìn nhau thì chúng báo hiệu sự sẵn sàng và ý định giao tiếp với nhau. Cả não người trưởng thành và não trẻ sơ sinh đều đáp ứng với tín hiệu cái nhìn bằng cách trở nên đồng bộ hơn với đối tác. Cơ chế này có thể chuẩn bị cho cha mẹ và trẻ em sơ sinh giao tiếp bằng cách đồng bộ khi nói và khi nghe. Điều đó cũng làm cho việc học hỏi hiệu quả hơn. Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra mô hình não của 36 trẻ sơ sinh sử dụng kỹ thuật điện não đồ EEG, đo hoạt động điện qua điện cực trong nắp hộp sọ. Họ so sánh hoạt động của não trẻ sơ sinh với hoạt động của người trưởng thành đang đọc thơ cho bé. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sóng não của trẻ sơ sinh được đồng bộ hóa hơn với người lớn khi ánh nhìn của người trưởng thành gặp ánh nhìn của trẻ, và các em bé cũng đã có nhiều giọng điệu hơn khi đồng bộ.